Xin kính chào các bác, em là Hà đến từ Đồng Đông Sơn. Năm mới thì shop Đồng Đông Sơn xin được kính chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và để cảm ơn các bác trong thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm của bên em, thì ngày hôm nay nhân dịp chào xuân năm mới thì bên shop Đồng Đông Sơn có xin được lì xì các bác khi mà các bác mua bộ ngũ sự, thì nhà em xin được lì xì các bác giảm ngay 500.000 để các bác mua cái bộ ngũ sự này, coi như là cũng như là cái lộc năm mới để bên em cũng như là các bác sẽ có một cái năm mới nó suôn sẻ hơn các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác về cái bộ ngũ sự mà có kích thước là cao 60 cm, chất liệu được làm từ đồng vàng và sẽ có màu là màu hun nâu giả cổ các bác nha. Và kích thước của cái bộ đỉnh này thì đỉnh thì sẽ có chiều cao từ đế lên đến nắp nghe là cao 60 cm. Và đây là nghe ôm cầu thì sẽ đặt ở trên nắp nghe các bác nhé. Và em sẽ mở cho các bác xem ở bên trong này. Bên trong đây, các bác sẽ đốt trầm hương ở bên trong này các bác nhé. Ngày khi các bác đến các cái ngày giỗ, ngày lễ Tết thì các bác đốt trầm hương ở trong này để tỏa lên các cái mùi hương thơm, mang lại cái sự ấm cúng đến cho gia chủ nhà mình. Và ở phía dưới thì sẽ được khắc chạm ba chữ là phúc lộc thọ ở ngay phía dưới đây các bác nhé. Phúc lộc thọ thì sẽ mang lại các cái điều may mắn, trường thọ cũng như là cái tài lộc đến cho gia chủ nhà mình. Phía dưới thì sẽ phần thân của đỉnh này thì sẽ có mặt là mặt song long trầu nguyệt. Song long sẽ trầu hai bên của mặt nguyệt đây các bác nhé. Đó, các bác nhìn các cái họa tiết rồng được khắc chạm rất là tinh tế, sắc nét. Mang lại cái vẻ đẹp thần thái của rồng các bác nha. Phía cuối, dưới cùng thì sẽ là ba chân lân. Mỗi chân lân thì sẽ là một đầu lân. Các bác nhìn lân này, cái đầu lân được các bác nghệ nhân chạm khắc cũng rất là tinh tế luôn đấy ạ. Sắc sảo và đậm nét mà thuần Việt các bác nhé. Đây là đế ạ, đây là đế. Và hai bên thì sẽ là hai tay mây ở hai bên thân của đỉnh đây ạ. Trầu hai bên của mặt nguyệt thì sẽ là cặp hạc, đây là hạc ngậm hoa sen ngự trên lưng rùa các bác nhé. Các bác nhìn lại gần giúp em này, em sẽ quay lại gần các cái chi tiết từng cái sợi vảy lông của hạc này được chạm khắc rất là tỉ mỉ từng nét một luôn các bác nhé. Đó, cho đến là phần chân rùa này, mai rùa này được chạm khắc hoàn toàn rất là các cái đường nét rất là đều, rất là có hồn. Và đây là sẽ là hạt ngậm hoa sen ngự trên lưng rùa thì sẽ mang lại cho gia chủ là cái sự trường tồn, trường thọ, cũng như là cái gia đình chúng ta sẽ được gắn kết chặt chẽ trong cái gia đình của mình. Và cuối cùng thì sẽ là hai bên thì sẽ là chân nến. Khi các bác mua thì nhà em sẽ tặng các bác một cặp bông sen để các bác đặt ở đây. Đó, và phía dưới này, phía đĩa nến này sẽ khắc chạm rồng phượng. Đây là khắc chạm từng chi tiết rồng phượng các bác nhé. Phía cuối cùng là phía bên dưới thì sẽ là đế nến thì sẽ được khắc chạm tứ linh này. Đây là khắc chạm tứ linh này. Đây là bốn tứ linh có uy quyền nhất trong phong thủy các bác nhé. Đó là long ly quy phụng đấy ạ. Chúng ta đặt nến trên ban thờ là sẽ mang lại cho gia đình chúng ta là đường con cái học hành sẽ được tổ tiên phù hộ, độ trì dẫn lối rất là nhiều, mang lại cái sự nghiệp vẻ vang cho con cháu của gia đình chúng ta rất là nhiều. Thì bên em thì hiện tại đang có cái bộ hun nâu giả cổ này là luôn luôn được các bác yêu mến nhất, quan tâm nhiều nhất đấy ạ. Và có các kích thước rất là nhiều, các kích thước bộ này cao 60 thì sẽ phù hợp với kích thước không gian thờ là 1m97. Thì bác nào quan tâm có thể là để lại thông tin phía dưới bình luận hoặc gọi hotline là 0963 378 563 thì em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ.